đời mới. Xịt bò rừng gắn bộ thos Prilia RSV4 RF phù đỏ luôn ha, bộ SC nè, phục Olin nè, thắng Rambo, đèn LED quá đẹp. Nice bike man. Oh, cái GoPro này đã quá. That's a nice GoPro. Yeah. Yes, the 360. Yeah. It's pretty badass. So. Yeah, it is. Especially on these rides. Yeah. Phê quá. Oh, ride your best seat. Oh, nhìn cái gác chân nè. Oh, that's a nice rear set. Yeah. GMO. Yeah, I had them custom made for this bike. Oh yeah? Yeah. It's not like a traditional set that you would find. Oh, nice. Đúng là dân già giàu chơi xe có khác. Đảo á. Rồi 6 nè. Gắn cái chống độ với lại cái bô toes. Rồi 6 này, cái màu này thì quá truyền thống rồi, quá đẹp. Còn cái này là chiếc Trix 750. Gắn cái chống độ quá đẹp luôn. Cái này để bóc đầu nè, giống đen sành trần á, đẹp quá. Còn cái này là GX6R đời 2009 cho tới 2011 thì phải. Đẹp tuyệt vời, không có gì để chê. Phục Olin nè, lộng trợ lực Olin nè. À, này cá mập Boa Akrapovic. Mấy xe này thì xe đời cũ thôi. Anh em ở Việt Nam nhiều khi cũng không có thèm đâu. Nhưng mà bên này á là đi cái này đẹp rồi. Trixer 2009 nè, 650, 600 hay 750 mình quên rồi. Hình như là Boyoshi nè. Đẹp quá. Prilia Tunnel thì ai cũng biết rồi. Đây, đây là ngôi sao của bữa tiệc ngày hôm nay. H2 H2. Đẹp chưa? Gắn cái cánh của H2R luôn nè. Trời ơi, đẹp quá. Chiếc này là coi như siêu tốc độ nha. Cái điểm đặc biệt của cái xe này á là nó không xài sườn nhôm đúc của như mấy cái xe bình thường, mà nó xài cái sườn thép ống, cho nên là nó chịu lực tốt hơn, nó chịu cái lực máy tốt hơn. Đó, đây là cái chỗ mà mấu chốt quan trọng của cái xe nè, supercharger. Đó, thấy không? Xe nó đặc biệt ở cái chỗ này. Built-in supercharger. Tuyệt vời. Một gấp đồ này kia rồi thắng Rambo rồi ba cái đó thì nó quá là bình thường thôi, nhưng mà cái supercharger mới là cái mà đắt giá. Go ahead, don't worry. Còn này Hayabusa. Hayabusa bình thường những cân đường hộp sữa thôi, nhưng cũng siêu tốc độ đó. Và đây là siêu phẩm R1M. Đẹp quá, màu xanh. Màu xanh với màu bạc. Mâm xanh Rambo Olin. Rồi Advex. Đẹp đẹp đẹp. Xe này thì nó cũng không có nhiều đồ gì mấy, nó chỉ có cái thắng ASV nè.
rồi cái chống đổ kiểu cánh chim nè, cánh gió nè, thấy không? Chống đổ là quá đẹp luôn. Rồi cái bảo vệ máy, đó, dán bình xăng. Yên. Rồi cái cây bô grape thôi. Đó. Nhưng mà vậy là đủ rồi. Đối với mình vậy là quá đủ. Vậy là quá đẹp rồi. Tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Owen em ở ngoài á. Cá mập. Cá mập thường thôi. Đầy mắt nè. Đây là HP4. Đời 2014. 13, 14 gì đó. 13 hay sao á, quên rồi. Nhưng 13. Đẹp quá. Xe là nó gắn full đồ luôn nha. Đồ hãng nó gắn sẵn cho mình luôn. Phục điện nè, đó thấy không? Phục điện nè. Rồi tay tay thắng của BM nó làm nè, không biết quên rồi. Giờ cái gác chân cũng vậy nè. Đó. Chống đổ cùng màu luôn nè. Đẹp quá. Chống đổ gấp á. Nè, cây bô này mới đã nè, bô dài, lon dài Acrophobic nè. Đẹp quá. Đặc biệt là cặp mâm 7 cây Marchesini. Đó, thấy cái dây cá mập không? Đẹp, đẹp, đẹp. Lùi ra chút coi. Quá tuyệt vời. Xe này là xe gì không biết, mình không gành cào cào. CBR 600, R1 2009 cho tới 2014. Mắc cú này giờ vẫn nhìn vẫn còn đẹp nha, chưa có lỗi thời. Cái miếng nhựa bằng sợi carbon luôn. Rồi bô Yoshi. Triumph Speed Triple. Cái này là 1050. 1050cc. Đẹp á. Cũng full Olin với lại Brembo rồi này kia chứ không có đùa đâu. Nè thấy không? Đó. Olin Brembo nè. Hayabusa. Cái này là Street Triple R 675. Ducati Multistrada. Này Gullwing với lại cái sidecar. Ồ, này con chó bỏ vô đây hết sảy luôn. Không có con ghệ cũng được. Không có chó thì có ghệ. Vừa nào mà chở ghệ bên này bỏ chó. Bỏ chó một bên, bỏ ghệ một bên. Đẹp quá. Ducati Monster 821. Thường thôi. Đây mới đẹp nè. Triumph Thruston. Đó, cà phê racer luôn. Màu xanh riêu. Đúng kiểu của tụi Anh Quốc luôn. Đẹp không? Đù má Ninja Lead. Oh. Nice bike. It's very cool bike. Hồ Ninja Lead có đây luôn trời ơi. Hồi hàng hiếm nha anh em.
No, I'm talking to the camera. Yeah, it's a very rare bike. Yeah, they only sold it for 1 year here. Oh, yeah. In the United States, yeah. Yeah, there are a lot of this in my country. Yeah? Yeah, but over here, this is the first time I saw it. The lead? Yeah. Đen, bô AR. ZX6R 636. Bô M4. Sorry sir. Này R1. R1 này giống đặt từ thiện nè. Màu đỏ. Đẹp không? Mình thích chiếc này nhất. Cái bộ AK đẹp quá. Cái bộ AK Pro-Vic đẹp quá. Bonneville T100. Cafe Racer nè. Cafe Racer độ duyên quá. Độ quá duyên luôn. Gọn ơn. Máy này giống như là máy chiếc LA nè. Street Fighter này thì video trước có rồi. Nhưng mà nhìn vẫn đẹp. Không? Quá đẹp. Đít và dít 1000. Đít và dít 1000. Wow, dít 1000. Quá đẹp. Ở đây gặp dít 1000 là mừng vậy đó. Đâu phải dễ mà gặp được cái chiếc này mà anh. Siêu phẩm dít 1000. Cái này như 996 hay sao? 748. 748. Nghe tiếng không? Lời khô á. Street Fighter nữa nè. 848. Cái vỏ xe tiếu không? Bô Arrow nè. Cái bảng số xe cũng đọc nữa. Còn cái này là 999 Bô Ramos. Sorry. Quá trời đẹp. Chính. Đây là chiếc mô tô mà đầu tiên gây bão ở Việt Nam. Nhớ lúc đó cũng mười mấy năm rồi, 10 năm hơn rồi, thời mà 2007 2008 á. Thời đó là Phan Thanh Tùng chạy chiếc này quay MV á, nhìn ngầu lòi luôn. Cái này Hyper Motard. Monster 1200S. Pani Gale 1299S. Trời ơi, chiếc này nó có cái màu sơn quá đẹp anh em ơi. Màu cam. Không có phải là cái màu nhàm chán của Ducati mà là màu cam nha. 1299S. Trời ơi, quá đẹp luôn. Ở ngoài cái hình nó, cái màu nó đẹp hơn trong này nhiều. Nó đẹp. Tuyệt vời. Đúng là không có gì qua được cái thiết kế của Ducati. Cái này là CBX 1001. Chiếc này là 6 máy nè. Đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái máy. Yeah.
tuyệt vời.